Rồi mình xin chào quý vị anh chị các bạn nha. Thì ngày mai mình sẽ bón ngày 3 tháng 9 đó, nhưng mà đêm nay mình rảnh mình sẽ quay, cho lỡ ngày mai có việc mình quay đưa là không được nha anh chị. Rồi con số con tôm số 4 tôm. Rồi xong rồi tiếp theo 30 tháng 9 năm 2023 ngày chủ nhật nha anh chị. Rồi số 4 tôm 49 đó, tại con tôm nha anh chị. Rồi 02 tôm 6 94 11 77 09 qua đây luôn 64 76 68 36 21 77 53 18 qua đây luôn nha anh chị. Tôm lam 67 03 76 77 27 73 30 đó, 50 24 06 61 42 89 đó, và 39 đó, có Thừa Thiên Huế thì có tôm chín này, 42 này, 61 06 và 24 cũng là 3 tháng 9 2023 chủ nhật luôn nha anh chị. Đó, 2 4 5 tờ, 5 sắp 500 tờ nha anh chị. Đó, một sắp được có 20 tờ. À, trong đó có hai số là cùng series giống nhau thì trúng 4 tỷ, còn mấy 18 tờ kia là trúng tờ 50 triệu nha anh chị. Đó, còn cái đài công tâm này mỗi vé có 5 tờ thôi nha anh chị. Rồi, tiếp theo nè, 91 công tâm nha, 54 tôm 2 12 95 45 20 thấy nha anh chị. Rồi thì hôm nay em cũng quay ngắn gọn cho anh chị mà thôi. Trời hôm giờ này cũng khuya, em lò mới vào nghỉ cho nên là sẵn em quay cho anh chị và đưa lên luôn, xóa ngày công khai luôn cho anh chị luôn, chứ giờ này để coi em nghỉ chắc cũng khuya rồi. Đó, một là em đưa lên luôn, hai là ngày mai em đưa anh nha anh chị. Đó, rồi những số ngày nay em quay giờ này, em quay giờ này 9 u gần 10 giờ rồi anh chị. Ngày mai em sẽ công khai cho anh chị video này nha. Rồi, cảm ơn như vậy anh chị rất là nhiều nha. Rồi, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Chúc cho anh chị ngày mai được ông bà phù hộ nha. Chúng dây số sửa mã cho sạch sẽ, led gắn đèn led rồi ngon lành nha anh chị. Cho anh đi tối cho nó sáng sủa luôn, đèn led cho đèn đèn năng lượng đó, cho nó sáng sủa nha, tự động luôn, đêm nó sáng luôn. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Cảm ơn bà và anh chị phù hộ cho anh chị của bác mình trúng số nha. Em bán ở đậu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Đó, anh chị vào kênh của em thì số tài khoản của em là em tên là Viên Ngọc Tài, đậu 12 thôn Quang Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Số tài khoản của em là số 451220527326 nha anh chị. Số tài khoản của em đây 451220527322 ở ngân hàng Agribank, đậu 12 thôn Bình Sơn Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Ngoại. Em bón ở trên đường quốc lộ 24B nha anh chị. Có mong như vậy anh chị rất nhiều nha. Quốc lộ 24B gần sang Tịnh Đông, ông Bình Tịnh Đông nha anh chị, sang vào Tịnh Đông gần cái nhau ngoài đường và cái xanh đường. Có mong như vậy anh chị rất nhiều nha. Đã ủng hộ và xem video của em nha anh chị. Hãy muốn mua vé số và là xin tại vé số mình vào chơi hoặc đi ngon cho em mua thì anh chị có thể gọi điện em chừa số cho anh chị hoặc là cái bọn Zalo để em nhắn tin em gửi và chụp hình gửi vé số cho anh chị nha. Đó, còn anh chị có mình có thể mình xem mình vào chơi nha anh chị. Rồi hồi chiều em cũng bó máy sắp nha anh chị. Đó, cho nên là mình không phải lúc nào cũng quay đầy đủ, cho nên có khi trúng mà những cái số mà
em chưa kịp quay em đã bón cái này, xóm em đã bón mít tư dài này, em lấy đi vô nè, em bón để cho một số luôn nha chị, mít tư dài này cho nên xuống người ta cũng mua vào sắp chứ không phải không anh chị. Đó, có khi trúng cho cái số em bón rồi buổi chiều em rảnh tối em quay nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó, yêu mến em hãy bấm, quý vị hãy bấm đăng ký, bấm chuông để nhận những clip mới với số em ra mới nhất để anh chị mình xem nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.